Chương trình được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem chương trình livestream cũng như là quý vị khách VIP có mặt tại đêm hôm nay. Hello chị Linh Nhung. Đời tôi còn gì khi em ra đi? Em ra đi, em bỏ mặc tôi rồi. Thắm sáng dầu em quên tình nghĩa, quên tháng ngày xưa mình yêu nhau, ta cùng nhau ước hẹn dài lâu. Vì tôi còn nghèo nên em san đi, sống sâu nào đâu biết được chữ ngờ. Em gieo vào tim tôi mộng mơ, sao nỡ đành trước mặt em ơi. Tôi giận em đến muôn muôn đời. Rồi thì đành đôi ngã đôi nơi, em theo người ta còn tôi cô đơn lối về. Đã hết yêu thương thì làm sao tôi giữ được em. Mai sau ra sao, gió về phương nào, có ai biết được đường đời xa lắm. Giờ đây được yêu thương kia lấp đầy, ước muốn mai sau chốn xăng dầu em được bình yên. Tình tôi vài lời xin trao cho em, nhân gian nào ai chẳng gặp thăng trầm. Còn yêu em nồng thâm nhưng mãi còn ôm hận em ơi. Tôi giận em đến muôn muôn đời. Xin quý vị cho The Brother Band một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Giờ đây được yêu thương kia lấp đầy, ước muốn mai sau chốn xăng dầu em được bình yên. Tình tôi vài lời xin trao cho em, nhân gian nào ai chẳng gặp thăng trầm. Tôi luôn còn yêu em nồng thâm nhưng mãi còn ôm hận em ơi. Tôi giận em đến muôn muôn đời. Tôi luôn còn yêu em nồng thâm nhưng mãi còn ôm hận em ơi. Tôi giận em đến muôn muôn đời.